Chuyện giật mình về người đàn ông du hành đến tương lai năm 2750. Albi Elik gây xôn xao dư luận khi tiết lộ rằng đã thực hiện du hành thời gian tới tương lai. Ông có thời gian sống ở năm 2137, 2749 và 2750. Những điều mà ông chứng kiến ở tương lai khiến công chúng tò mò. Liên quan đến bí ẩn về du hành thời gian, câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn của Albi Elik 1927, 2011 khiến công chúng vô cùng tò mò. Theo lời kể của ông Albi Elik, bản thân là nhà du hành thời gian. Ông có 6 tuần sống ở năm 2137 và 2 năm trong giai đoạn từ năm 2749, 2750. Ông Albi Elik kể rằng, chuyến du hành thời gian của mình là một phần của dự án bí mật có tên Monta Úc. Dự án này được chính phủ Mỹ thực hiện tại Monta Úc, Long Island. Một trong những mục đích của dự án là nghiên cứu về du hành thời gian. Ông Albi Elik nói rằng dự án Monta Úc được thực hiện vào năm 1943. Con tàu USS Erie neo đậu tại căn cứ hải quân Philadelphia là trụ sở nghiên cứu du hành thời gian. Ông Albi Elik là một trong số những nhân viên tham gia dự án bí mật này. Ông thường liên lạc với Duncan Cameron, người đứng đầu dự án Monta Úc và một người khác tên Preston Nicol. Trong thời gian làm việc trên tàu USS Erie, ông Albi Elik đích thân tham gia thí nghiệm du hành thời gian. Vào năm 1943, ông thực hiện chuyến du hành thời gian kéo dài 6 tuần đến năm 2137. Tiếp đến, ông du hành tới năm 2749, 2750 và sống 2 năm ở đó trước khi trở về đúng thời điểm mà mình sinh sống. Theo ông Albi Elik, trong tương lai, đường bờ biển và nội địa của Mỹ và châu Âu sẽ xa hiện tại. Mực nước biển dâng cao khiến bang Florida trở nên nhỏ bé hơn. Ông cũng kể rằng, các cực từ của trái đất bắt đầu dịch chuyển gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân loại. Nhiều thành phố lớn biến mất, dân số thế giới sẽ giảm khủng khiếp, chỉ còn 300 triệu người. Trật tự thế giới mới sẽ được thiết lập nhưng sau đó chiến tranh sẽ bùng nổ. Chiến tranh có thể nổ ra giữa Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, khiến nhiều thành phố lớn sụp đổ. Chính phủ sở hữu công nghệ nhanh chóng giảm thiệt hại bức xạ và chất thải hạt nhân, nhưng chưa được phép sử dụng vì lý do chính trị. Sau này, họ sẽ dùng nó để làm sạch bức xạ còn lại từ chiến tranh thế giới thứ ba. Câu chuyện du hành thời gian của ông Albi Elik thu hút sự chú ý của công chúng. Thế nhưng, không ai có thể khẳng định những điều này là chính xác do không có bằng chứng cụ thể như việc ông làm điều đó, như thế nào, với thiết bị, máy móc gì. Vì rất khó để chứng minh du hành thời gian có thật nên một số cho rằng ông Albi Elik bị hoang tưởng nên tạo ra câu chuyện du hành đến tương lai. Ha ha ha, 问什么的说呵